Tình yêu đồng giới đáng ngưỡng mộ của BB Trần và bạn trai, 10 năm gắn bó, sống chung nhà chỉ chờ ngày cưới. À, xin chào tất cả mọi người. Mình là BB Trần, còn đây là người yêu của BB, tên là Cỏ. Năm 2013, BB Trần quen Quang Lâm qua một ứng dụng hẹn hò theo một cách khá tình cờ. Anh cho biết lúc đó đang giận người yêu cũ và tìm một người khác để trò chuyện thì lại gặp Quang Lâm. Vốn không tin vào tình yêu trên mạng nhưng sau khi trò chuyện và cảm thấy hợp ngay từ lần gặp đầu, cả hai đã quyết định trở nên gần gũi hơn. Đến khi gặp nhau, Quang Lâm dễ mến, đúng gu của anh nên cả hai nhanh chóng bắt đúng tần số của nhau và dọn về sống chung. Cả hai còn hỗ trợ nhau trong công việc. Quang Lâm thường xuyên xuất hiện trong các clip hài của BB Trần, cùng cây hài tham dự các sự kiện, không chiêu trò, không tạo dư luận. Tình yêu của BB Trần và Quang Lâm luôn được khán giả dõi theo và chúc phúc. Nam diễn viên tiết lộ khi ở cùng nhau mới phát hiện ra nhiều tính xấu. Nhưng cả hai đã cùng nhau nhìn nhận lại, vượt qua mọi thứ. Ai cũng có tính xấu, khi về chung một nhà sẽ lộ ra hết. Tuy nhiên, họ học cách trao đổi, tự nhìn nhận bản thân có ưu khuyết điểm gì rồi tự thay đổi cho hạnh phúc chung của cả hai. Như bao cặp đôi khác, BB Trần và Quang Lâm cũng từng có lúc rạn nứt. Cũng chính vì khoảng thời gian xa nhau mà cả hai càng thấu hiểu và yêu thương đối phương nhiều hơn. Cho đến nay, BB Trần và Quang Lâm đã có khoảng một thập kỷ yêu nhau. Cặp đôi nhiều lần về ra mắt gia đình và nhận được sự đồng thuận từ cả hai phía. BB Trần nhiều lần đưa người yêu về quê ra mắt gia đình, họ hàng. Quang Lâm cũng thường đưa BB về nhà chơi. Tình yêu của cả hai được gia đình hai bên ủng hộ. Cây hài chia sẻ người yêu có tính cách mềm mỏng, hay nhõng nhẽo. Nên thời gian đầu về chung sống, anh luôn chủ động nhường nhịn Quang Lâm. BB Trần cho biết anh và người yêu sống với nhau nghiêm túc và chia sẻ cùng với nhau mọi thứ bằng sự tôn trọng. Đã yêu và sống cùng với nhau phải luôn biết chấp nhận cái tốt lẫn cả tính xấu của đối phương thì cuộc sống mới bền lâu. Trong cuộc sống, BB Trần và bạn trai không bao giờ can thiệp vào công việc của đối phương. Quang Lâm chính là hậu phương vững chắc cho BB Trần. Trong khi đó, nam diễn viên thuyết phục người yêu tham gia showbiz nhưng anh từ chối. BB Trần xác định ngay từ đầu, chỉ thích mình ở phương diện vẫn là con trai nhưng thích giả gái theo kiểu làm nghệ thuật thôi. Nếu bảo là muốn làm con gái thì anh chưa bao giờ có ý định đó. Ban đầu người yêu của BB cũng ngại, hơi sợ. Lúc mới quen Quang Lâm còn nói, anh mà giả gái thì thôi em không quen anh đâu. Trong giới, top phải ra top, bot phải ra bot, nghĩa là chồng phải ra chồng, vợ phải ra vợ. Nên khi BB Trần giả gái thì người yêu cũng chưa tiếp nhận được, sau này mới quen với hình ảnh đó. Trong chuyện tình yêu, BB Trần cho biết người yêu cũng ghen khi anh sánh đôi, diễn chung với nhiều bạn diễn khác. Bởi vì trong giới showbiz ai cũng đẹp, BB Trần được cơ hội tiếp xúc với rất nhiều người như thế. Nhưng sau khi tạo được niềm tin rằng đó chỉ là diễn, bạn bè dẫn nhau thôi chứ không có gì hết nên Quang Lâm cũng yên tâm hơn. Hiện tại, ngoài chuyện tình yêu đồng giới được cộng đồng lẫn gia đình ủng hộ, cặp đôi còn trở thành hot face được nhiều nhãn hàng ưu ái. Đây cũng là một điều kiện thuận lợi giúp họ thăng hoa hơn trong việc chung sống. Khán giả chỉ mong chờ một ngày cặp đôi này thông báo tin vui, chính thức có một đám cưới đẹp.